Ngay sau phần khai mạc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe sự thảo báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bên cạnh những thành tích đạt được, cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn lo lắng về thực tế đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, học phí và các dịch vụ tăng cao trong khi tiền lương của cán bộ công chức viên chức và người lao động không tăng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là tại vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo và những người yếu thế. Tình trạng thiếu biên chế giáo viên, nhân lực y tế ở các cơ quan, đơn vị, các địa phương xin nghỉ việc, cử tri đề nghị chính phủ sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với tình hình phát triển của xã hội và tình hình tăng giá, tránh tình trạng việc rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo nhằm cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, về cơ chế tài chính tự chủ trong y tế giáo dục để sớm giải quyết căn cơ, dứt điểm tình trạng thiếu thuốc điều trị, vật tư y tế, thiếu trang thiết bị phục vụ khám bệnh chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.